Dạ, Tố Lê kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo về tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang. Ở video trước thì Tố Lê đã đến đây, cái nơi này là cái nơi tiếp giáp với cái cầu vượt sông Đồng Điền. Tuy nhiên thì ở cái nơi này nó chưa có liền mạch. Dạ, ở video trước á, Tố Lê kết thúc tại cái vị trí này và mở đầu ở cái video này, Tố Lê cũng lại tiếp tục tại cái vị trí này. Nơi này thì nó chưa cái liền mạch á, cho nên Tố Lê sẽ tìm đường đi xuống cái đường công vụ phía dưới này nè. Trời ơi, mấy nay mùa mưa nhìn thấy cái đường nó sình lầy. Về Tố Lê sẽ tìm đường đi qua cái đoạn ở bên cao tốc bên kia. Và ở video này thì Tố Lê sẽ bắt đầu ở cầu Đồng Điền, chạy cho đến cái đoạn cao tốc mà băng qua quốc lộ 1A, ngay cái đoạn Dốc Ký, Nghĩa Trang Dốc Ký thuộc xã Vạn Thắng nha. Dạ, mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng đón xem. Có thể là cái vị trí mà ngay cái Dốc Ký hôm bữa giờ Tố Lê chưa có cập nhật lại, cho nên ở video này thì mong cô chú anh chị và các bạn hãy xem hết cái video để biết được cái tiến độ thi công công trình tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang tại khu vực Nghĩa Trang Dốc Ký hiện tại nó như thế nào nha. Dạ. Ở bên cái góc phía trong này nó còn một cái nơi khoảng trống. Nơi đó thì mình có thể chạy xuống cái đường công vụ ở phía dưới á. Nơi này là thuộc địa phận của xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Để tiếp tục những cái video trước á, tôi Lê sẽ mở đầu ngay cái tại điểm mà kết thúc ở video trước á, để cho cô chú dễ theo dõi cho nó không có bị ngắt quãng. Đây, nơi này có cái điểm chạy xuống này, cái đoạn cao tốc tại khu vực xã Vạn Bình thì nơi này cũng chưa có gắn giải phân cách nha, đang di chuyển những cái tấm giải phân cách lên trên, tập kết lên trên thôi chứ chưa có gắn cố định. Đây. Ô mày, mình cũng sẵn tiện mình quay cái tuyến cao tốc ở nơi xe mình nhìn lên đây này, đẹp quá ha. Cỏ ngọc không? Dạ, có cỏ nè. Xanh. Vừa xong mình đã trồng cỏ đẹp. Ồ, ghê quá. Từ từ. Mưa xuống một cái là chỗ này ổ ghê ổ vịt không à. Ở đây thì có một cái hầm chui. Đây, hầm chui dân sinh nè. Dạ, phía trước là cầu vượt sông Đồng Điền. Hiện tại cầu này cũng đã gác nhịp xong rồi. Nhưng cái tuyến cao tốc nơi này thì nó chưa có liền mạch được nơi này. Nó còn một cái khoảng này mình chưa có chạy qua được. Ồ, cầu này em thấy nó cao ghê hả? Là do cái nơi này nó trũng á, mình thấy cái cầu nó cao. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp. Nơi này có cái đổ đất tạm để cho bà con lưu thông nè. Em xuống hả? Ở phía trước đi qua được không vậy ta? Đây, nước ngay cầu vượt sông Đồng Điền nó đang chảy cuồn cuộn như thế này.
mình chạy từ từ cẩn thận thôi, chứ ở đường ở đây nó trơn, nó trượt quá. Hình như cái đoạn này mình chạy lên được đó anh à, đây nè, chạy lên được á. Qua khỏi cái cầu là có một cái lối đi lên tuyến cao tốc. Đây, nơi này thì mình chạy được. Quay lại bên kia cầu đó, đó nhất quá xíu đó. Dạ. Ở bên bên này cầu á, nãy giờ mình đi qua cái. Dạ. Giờ tôi lên lại qua bên này cầu rồi. Bên này nó mình cũng chưa có chạy được bên này. Đó, thì... cái nghĩa là di chuyển trên cái cầu là chưa có được. Bây giờ thì mình tiếp tục mình hành trình trên tuyến cao tốc này cho cả nhà xem nha. Ở đây có cái cầu vượt nữa nè. Cái khu vực phía ngoài này á, thì cầu cống nó hơi nhiều á, cho nên có thể là tiến độ nó thi công hơi chậm hơn. Ở đây thì đang thảm nhựa rồi. Dạ, phía trước là nút giao giữa cao tốc Môn Phong Nha Trang và quốc lộ 1A. Đây là khu vực của xã Vạn Bình. Hiện tại Tố Lê đang chạy trên cái tuyến đường cao tốc. Và cái hình ảnh nút giao thì Tố Lê cũng sẽ hẹn quý cô bác anh chị và các bạn, Tố Lê sẽ cập nhật ở cái video sau. Ở đây thì đây, tại nút giao thì nó cũng đã hình thành những cái làn đường tách và nhập. Ở video này thì em tiếp tục chia sẻ trên cái tuyến cao tốc nha quý bà con cô bác. Tố Lê có một cái video bay flycam ở cái nút giao này và xin hẹn quý cô chú anh chị và các bạn Tố Lê sẽ chia sẻ sau. Ồ, mấy bữa nay mưa, mấy cái làn đường ở đây nó bị ngập nước. Hôm trước mình có đi qua cái đoạn này thì chưa có thảm nhựa. Bây giờ quay lại thì ở đây đã thảm nhựa rồi. Về phía trước công trình mấy anh em đang thảm nhựa phía trước kìa. Một bên là BT và một bên là thảm nhựa lớp 1 ở phía trước kia kìa. Em nhìn em thấy luôn á. Về đây là cái cầu vượt. Dạ. Mấy anh em ở đây đang mới có thảm nhựa lớp 2 nè. Dạ. Dạ. Mấy anh em đang thảm nhựa lớp 1. Dạ chắc quay được á. Đây là cái đoạn tại nút giao tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang với quốc lộ 1A huyện Vạn Ninh, ngay tại cái khu vực xã Vạn Bình. Cứ vài ngày vài tuần mà tôi lơ không có lên lại tuyến cao tốc thì thấy có những hình ảnh mới ở đây nè. Tới đây là như tới đây là xã Vạn Thắng lại rồi đó. Dạ. Dạ đây là địa phận của xã Vạn Thắng. Ngay tại xứ luôn. Dạ. Nơi này là địa phận của xã Vạn Thắng nè. Đây là vị trí xứ luôn. Đây này ngay nè, cái này là cái cầu vượt đi lên khu vực thôn xứ luôn thuộc xã Vạn Thắng nè.
Hầm trước mình có đứng. Hầm chui dân sinh. À dạ dạ, cái này là hầm chui dân sinh. Đây là hầm chui dân sinh đi lên khu vực thôn Suối Luồn thuộc xã Vạn Thắng. Về đây, ở đây cái ranh giới nó rất là rõ luôn. Đây nhìn lắm nhiều lớp be luôn rồi nè. Dạ. Đây là cái đoạn mà tôi đang chạy thẳng hướng ra quốc lộ 1A ngay tại cái khu nghĩa trang Dốc Ký nè. Mình nhìn mình thấy ở phía xe xe phía trước rồi kìa. Hôm nay đi đến đây á, gió nó khá mạnh luôn. Công trường đá hả? Nhà máy đá. Dạ. Nhà máy đá. Dạ. Nhà máy đá người đen nít á. Ngay. Dạ. Ngay tại khu vực Suối Luồn. Ô trời nó muốn mưa rồi. Quay tí xíu nữa rồi mình tắt cho chỗ này mình núp mưa chứ không là cái mic nó bị hư. Rồi mưa rồi. Anh cứ chạy được được em quay được em lấy cái nón em che rồi nè. Ở đây là thảm nhựa lớp be hết rồi nè. Ở video trước á, tôi lên đến đây là mới có thảm nhựa lớp 2 à. Bây giờ quay lại thì để thảm nhựa lớp be. Chắc là quay xong cái video này mình phải quay về chứ ở phía xe trước kia thấy mưa. Ở nơi này cái làn đường nó khá rộng luôn. Có thể... cái này bữa giờ mình đi nó có cái giải phân cách cho nó quen á, mình gửi giải phân cách cho nó bự gì đó, cái bỏ giải phân cách cho nó nhỏ. Đây, phía trước là cái tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang đang băng qua quốc lộ 1A ngay cái đoạn Nghĩa Trang Dốc Ký rồi nè quý bà con cô bác. Anh có thể dừng lại để cho em chia sẻ cho cô chú được rõ nha. Dạ, dạ. Ô, liên tục luôn rồi, liền mạch rồi. Dạ. Đây, tôi Lê đang đứng ở trên tuyến cao tốc quay xuống cái đây phía trước là quốc lộ 1A cũ nè. À, phía xe xe kia là quốc lộ 1A mới. À, nơi đó thì đã lưu thông rồi. Về cái đoạn quốc lộ 1A cũ này cũng đã được chặn lại và đang thi công tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang. Hiện tại nơi này nó cũng đã liền mạch, tôi có thể chạy xe máy về bên đoạn bên kia được rồi á. Ô, quá mừng luôn. Em có thể đi tới đây luôn. Đây là cái điểm mới mà có thể nói là bà con cô bác, quý anh chị, cô chú anh chị và các bạn đang chờ đợi ở cái video này là ở cái đoạn này. Ồ trời mưa nữa rồi. Đây cái đoạn này là đoạn quốc lộ 1A nè. Ở đây là để sang lấp băng qua cái đoạn quốc lộ 1A này rồi. Thôi mưa quá, chắc tôi lên phải núp một tí xíu rồi quay tiếp. Lấy cái áo mưa đây cho em. Đi quay YouTube cũng khổ. Đi quay cũng khổ chứ. Chắc là bà con cô bác thấy cái cảnh mà đi quay cao tốc mà trời mưa như thế này. Chắc là bà con thương rồi xem giùm em nha. Bây giờ 11 giờ trưa rồi. Thì em đâu có rảnh đâu. Sáng nay tranh thủ xin về sớm một xíu để đi quay này mà không ngờ ra tới đây mưa rồi.
Đây, phía trước của bà con cô bác, đây là cái đoạn quốc lộ 1A. Đây là quốc lộ 1A cũ á, mình đi lên Dốc Kía này. Hiện tại bây giờ nơi này cũng đã sang lắm. Anh dừng lại tí xíu. Đây nè. Dạ. Đây, phía trước là cái đoạn quốc lộ 1A. Đó, quốc lộ 1A cũ đi lên Nghĩa Trang nè. Vậy phía trước là Nghĩa Trang Dốc Kía luôn. Thì cái nơi này để sang lắp này quý bà con có bán. Đó. Dạ dạ. Đó, đây. Phía dưới này. Đây, băng qua cái đoạn Nghĩa Trang, băng qua cái đoạn quốc lộ 1A cũ này nè. Về phía trước. Đây cái tuyến quốc lộ 1A mới nó là nằm song song như thế này. Ở cái đoạn này á, là cái tuyến quốc lộ 1A mới nó song song với lại cái tuyến cao tốc nha. Dạ, đó, như vậy là đã rõ ràng rồi nha. Tôi lại chia sẻ cụ thể luôn cho quý bà con cô bác đó. Quốc lộ 1A mới ở phía dưới, đây là tuyến cao tốc này, hai cái tuyến ở cái đoạn này nó nằm song song với nhau. Vậy về bây giờ thì tôi Lê cũng không để mất thời gian của quý bà con cô bác, tôi Lê lại tiếp tục chia sẻ trên cái tuyến cao tốc này cho cả nhà mình cùng xem nha. Dạ. Đi anh. Ở đây là do công ty cổ phần Legen thi công thực hiện. Song song đoạn này nó song song với quốc lộ. Dạ, đây phía dưới là quốc lộ 1A đang song song nè. Thì em nói rồi mà, cái đoạn này thì nó chạy song song với lại cái tuyến cao tốc. Quốc lộ 1A mới ở phía dưới này. Cách cũng khá xe chứ. Dạ. Ồ, nơi này đất nó còn lún quá hả? Hôm nay trời mưa cho nên nhìn thấy nó âm u quá. Dạ. Trời nó trong trong đó, quốc lộ 1A phía dưới kìa, mình nhìn mình thấy quốc lộ 1A đẹp quá ha. Nơi này nó mưa nó nước nó chứa ở giữa nó nhiều. Ồ, ở đây bắt đầu đổ bê tê rồi. Đây nè. Tuyến đường đang đổ bê tê. Phía trước là có cái hầm chui dân sinh nè, chui ở dưới cái tuyến cao tốc này nè, bà con đang đi ở phía dưới á. Nó là một cái ngã mà duy nhất mà đi lên Nghĩa Trang Dốc Kía. Đây, đang ở phía dưới. Ồ, gió quá. Keo không quốc lộ chứ. Anh lo chạy cho anh bay một cái là bay xuống dưới hầm á. Sợ quá. Nó quốc lộ 1A nó đang song song này nè. Ở trên này mình nhìn xuống quốc lộ cũng đẹp nha. Mưa nữa rồi.
về phía trước, đây là cái đoạn quốc lộ 1A mà ở phía bắc của Dốc Kía này. Ô, đang băng quay luôn rồi, quá tuyệt vời luôn. Đây là cái đoạn quốc lộ 1A mà nằm ở phía bắc của Dốc Kía này. Nơi này cũng đã được san lấp. Nhìn con đường nó vắng tanh à, thấy, thấy thương chứ trời. Phía trước đây là núi đá Tân Dân. Về nơi mà tôi Lê đứng cũng đã được san lấp rồi, quý bà con cô bác ơi. Về đây. Đến đây mình cũng thấy rất là mừng, ở đây là để liền mạch hết rồi. Đây, quốc lộ 1A mới. Đoạn quốc lộ 1A cũ đã được san lấp. Tuyến cao tốc băng qua đoạn quốc lộ 1A cũ này rồi. Ồ, rất là vui. Đến đây tự nhiên mình cảm thấy mình rất là vui luôn. Tuyến đường cao tốc để liền mạch nơi này rồi. Chắc là tôi Lê sẽ xin chào tạm biệt và sẽ kết thúc video tại đây. Bây giờ đến đây mưa quá, em không quay được nữa. Chắc mình quay về đó, hôm khác mình chia sẻ tiếp cho bà con các bác xem. Dạ, em sẽ kết thúc video tại đây nha. Quay lại cái đoạn mà quốc lộ 1A đi qua nghĩa trang Dốc Kía nữa cho bà con các bác xem. Là không có còn sử dụng gì nữa, đi vào dự vãng luôn. À, cái nơi này thì giống như là không có thể nào mà đi. Chỉ có cái đoạn ở dưới chui và hầm chui là lên Dốc Kía để bà con có bác lên nghĩa trang rồi các công việc thì ở cái khu vực này thôi. Là xe Nam Bắc á, dạ. Đi cái đoạn này là... dạ, không không có đi xe đi được nữa, băng quay rồi. Em đã quay rồi nè, đi em thụt lùi lại cho bà con có bác xem để san lấp hết rồi nè. Trước kia thì có nhiều quý khán giả nghĩ là nơi này sẽ là làm một cái cầu bắc qua. Nhưng mà cuối cùng thì nơi này là san lấp. Là một cái quốc lộ 1A mới. Về nơi này đã san lấp rồi. Dạ, về phía trước là tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang đang tiếp tục chạy dài dài ở phía trước. Về Tô Lê đang đứng tại này là nơi này là nghĩa là khu vực của xã Vạn Thắng nha. Tiếp tục thì Tô Lê sẽ đến cái đoạn đó thuộc khu vực của xã Vạn Khánh. Sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý bà con có bác xem. Dạ. Thôi thì tôi Lê xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý bà cô chú ở video tiếp theo nha. Dạ, kính chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an.